đi không đơn giản chỉ là kéo gậy cho coffer đâu. Bắt đầu công việc lúc sớm nhất là 4:30 buổi sáng và kết thúc công việc thì thường vào tầm khoảng 7 giờ tối. Bọn em là so với các bạn là trông già hơn rất là nhiều. Những bạn caddy của chúng ta đã phải lắng nghe những cái sự xúc phạm. Em thì em gặp coffer có tính nhiều lắm ạ, bị mắng thì rất là nhiều. Em sẽ làm cái nghề này cho đến khi nào mà em không thể đi đổi nữa. Em vẫn có thể làm được thì em vẫn cứ làm.